Xin chào các bác nhé. Ở video ngày hôm nay thì bên shop em Minh Vũ có về một lô mẫu dòng sản phẩm ống nhòm con quét xe X142HD, cái phiên bản cao cấp nhất hiện tại bây giờ anh em nhé. Phải nói là có rất là nhiều anh em ở Quảng Nam mua những cái chiếc con quét xe X này rất là nhiều tại shop của em Minh Vũ anh em nhé. Và nếu như mà anh em nào cần tư vấn thêm về ống nhòm, những cái mẫu ống nhòm trong phân khúc giá rẻ hay là cao cấp thì bên em đều có đủ để phục vụ cho anh em. Và riêng khi mà anh em mua hàng ở bên em thì anh em sẽ được nhận một cái phiếu bảo hành hóa đơn như thế này, bảo hành 5 năm của hãng đối với sản phẩm shop Minh Vũ anh em nhé. Đối với dòng sản phẩm này thì ngày hôm nay em về được số lượng khá là nhiều đấy, phục vụ cho anh em phải hơn chục chiếc. Em về được hơn chục chiếc xe X con quét HD phục vụ cho anh em nhé. Phiếu bảo hành của shop em sẽ chính tay em là người chủ shop viết tên cũng như là tên hàng rồi địa chỉ giá tiền cho anh em, ngày tháng năm đầy đủ cho anh em mua hàng nhé. Và địa chỉ của em là tại ngõ 140 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Anh em với chú nào mà quan tâm hay là muốn đến xem trực tiếp thì có thể liên hệ sớm cho em nhé. Đấy, ngày hôm nay thì em về được rất là nhiều xe X này, xe X phục vụ cho anh em. Đấy, đặc biệt là những anh em đi săn ong chuyên nghiệp, anh em mua của bên shop em rất là nhiều những cái phân khúc giá phiên bản ống nhòm xe X con quét HD anh em nhé. Đây, em sẽ quay cận cảnh cho anh em một con hàng mới và em sẽ đập hộp cho anh em. Đây, xe X con quét HD em rất là nhiều cho anh em này. Đây, em đang kiểm tra hàng anh em nhé. Đây là cái thùng hàng mà em vừa về cho anh em này. Đấy, đã có một bác đặt hai chiếc rồi để cho anh em đi săn ong. Đấy, phiên bản xe X con quét HD 142 con này thì phải nói với anh em là cái độ sáng và độ sắc nét của dòng sản phẩm này, anh em đi săn ong thì không cần phải no rồi. Đấy, cực kỳ sáng và cực kỳ là sắc nét luôn anh em nhé. Phiên bản cao cấp hơn cả những cái phiên bản Nikon HG anh em ạ. Con này thì cảm quan anh em đánh giá về cá nhân nhá, thì có rất là nhiều anh em thợ ong thích con xe X này hơn là con Nikon HG anh em ạ. Tại vì là cái con xe X này nó bền hơn anh em nhá, nó bền hơn, với lại cái chất lượng hình ảnh, có khách bên em dùng cả 5-6 năm rồi thì chất lượng hình ảnh nó vẫn vậy, nó không bị xuống cấp anh em nhá. Chất lượng hình ảnh vẫn cực kỳ là sắc nét luôn cho anh em này. Đó, phiên bản này thì mức giá tại đầu vụ khoảng độ tầm qua đợt Tết, đó, qua đợt Tết âm thì mức giá khoảng độ tầm 26 triệu, gần 27 triệu. Thì ngày hôm nay thì về được lô hàng, em làm việc với hãng mà, em mua, em nhập về số lượng lớn nên là có giá tốt chứ. Không như đợt trước em nhập về có được có 2 chiếc thì giá nó 2-3 chiếc giá nó không tốt. Còn bây giờ thì em nhập về được hơn chục chiếc cơ, chắc chắn là sẽ có giá tốt cho anh em. Phiên bản này thì sẽ để cho anh em mức giá là 25 triệu nhá. 25 triệu một phiên bản hàng mới. Đó. Một phiên bản hàng mới, phiên bản xe X con quét 142HD. Đấy, phục vụ cho anh em đi săn ong, phải nói là như cái chiếc này thì em không cần phải tư vấn với anh em thợ ong quá là nhiều rồi. Đấy, đặc biệt là những anh em gọi điện đến và chốt đơn luôn. Đó, chốt luôn xe X, tại vì là những anh em đi săn chuyên nghiệp, những anh em đã tìm hiểu kỹ thì anh em biết được cái công dụng của con xe X này nó rất là lớn nhá. Hình ảnh của nó không bị rung đâu, kính rất là bền và thân của nó thì nó được thiết kế theo cái dạng một cái thép tốt nhất hiện nay ở trên thị trường rồi. Nó mang lại cho cái ống nhòm nó bền hơn. Đấy, nó còn chống được cả đạn và xe đè đi thì không sao mà anh em. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm nhá. Đó, con quét xe X142HD. Đấy, khách bên em thì có vài anh khoảng độ tầm 5-6 năm nay vẫn dùng một con xe X. Chiếc này thì 25 triệu nó còn đắt giá hơn cả một con xe Huawei anh em nhá. Đấy, nhiều anh em không biết cứ bảo là tại sao ống nhòm lại đắt như thế. Thì về những cái công dụng và về những cái chức năng của cái con xe X này, phiên bản này là Made in Germany, đến từ Đức anh em nhá. Đây anh em có thể xem qua. Cốp mát thì cực kỳ là to và dễ nhìn, êm mát cho anh em cực kỳ luôn. Anh em nhìn phiên bản này thì không sợ bị chóng mặt hay là sai đâu. Còn về khi nào mà anh em nhận hàng, anh em đi săn thoải mái cho em, cái vấn đề đó là ống nhòm bị mờ trên con này thì không bao giờ có anh em nhé, không bao giờ nó xảy ra. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm thôi. Anh em mua em gửi đi cho anh em một chiếc phiên bản hàng mới xe X con quét 142HD đây cho anh em này. Đó, phụ kiện thì sẽ bao gồm, đầu tiên là sẽ có một cái phần khăn lau ở trong cái hộp như thế này. Đó, khăn lau anh em nhé, khăn lau của xe X đây, em sẽ mở ra cho anh em xem qua. Cái này em đang quay bằng một tay anh em nhé. Đây, khăn lau đây anh em nhé, khăn lau rất là mềm mịn của xe X, có logo của hãng luôn. Chiếc này thì em nhập trực tiếp từ bên hãng về anh em nhé, nhập trực tiếp từ bên hãng về luôn, mức giá chỉ có 25 triệu thôi. Đó, và sẽ có bao gồm đầy đủ sổ của hãng này. Đó, sổ của hãng khi mà anh em bóc hàng ra thì nó sẽ có những gì, em quay cận cảnh cho anh em xem qua một con hàng mới nó sẽ như thế nào anh em nhé. Và ngoài ra thì sẽ có thêm một quyển sổ, quyển sổ giới thiệu của xe X nữa này. Đó, khăn lau quai đeo. Đó, đã có khăn lau là phải có quai đeo cho anh em nhé. Quai đeo cực kỳ là bền bỉ của xe X luôn.
quai đeo hông này, rồi là quai đeo cổ cho anh em một chiếc này. Khi mà anh em nhận hàng thì nó sẽ bao gồm những cái gì để cho anh em xem tham khảo qua. Và khi mà anh em mở hộp ra nữa thì nó sẽ có thêm một cái phần túi đựng anh em nhé. Túi đựng của dây ít thì làm cực kỳ là chắc chắn và bền bỉ luôn. Nó sẽ có một cái nước chống sốc rất là dày. Đó, nước chống sốc rất là dày cho anh em, và bên trong đây cho anh em này. Con này thì nói chung là cái túi này anh em đeo đi trời mưa thoải mái anh em nhé. Đấy, chống sốc rất là tốt luôn. Và khi mà anh em mở hộp ra thì đầu tiên thì nó sẽ có một cái phần giới thiệu của hãng như thế này. Tức là ở trong điều kiện đó là thời tiết thiếu ánh sáng mà chúng ta vẫn có thể là nhìn rõ ràng vật này và nhìn to, sẽ có hình hai chú hươu. Đây anh em nhé. Đây là cái hình ảnh trước khi nhìn ống nhòm, và đây là cái hình ảnh sau khi nhìn ống nhòm, nó sẽ to hơn, phóng đại to hơn cho anh em này. Đó, khi anh em nhận hàng đặc biệt là anh em phải bóc ra và anh em kiểm tra cho anh em cái mã này. Con quét HD 142 bao gồm đầy đủ mã vạch, mã quét cho anh em một con phiên bản hàng mới nhá. Và sẽ có đầy đủ những cái thông số của hãng ở bên ngoài hộp luôn, cho anh em một phiên bản hàng mới. Đấy, thật sự là những cái phiên bản này nó là phiên bản mới nhất năm 2024 cho anh em một chiếc ống nhòm đi săn ong rồi. Đó, dưới thân của ống nhòm thì sẽ có mã số như thế này cho anh em nhé. Chiếc này thì sẽ có mã là 541-908-9080 này. Đấy, phiên bản này thì ngang với cả một con trâu, hơn cả một con trâu anh em nhé. Đôi khi anh em tích góp khoảng độ tầm 2 con trâu thì anh em mới mua được con phiên bản này. Đó, đây là mức giá tối ưu nhất cho anh em rồi, nên là anh em cứ yên tâm, đảm bảo cho anh em là không bao giờ nó xảy ra cái vấn đề đó là hỏng hóc vớ vẩn đâu anh em nhé. Đấy, anh em biết quá nhiều Nikon M7 rồi là Nikon P7, con này nó là một phiên bản cao hơn rất là nhiều và dành cho những anh em đi săn chuyên nghiệp, những anh em đi săn lấy công việc săn ong là công việc chính, thì anh em mua xe ít này thật sự rất là nhiều anh em nhé. Đấy, anh em nào quan tâm đến dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ sớm cho em một phiên bản hàng mới anh em nhé, 142. Đó, mức giá 25 triệu, anh em quan tâm thì liên hệ sớm cho em là Shopping Vũ, anh em gọi điện đến cho em. Sẽ có hóa đơn bảo hành 5 năm với dòng sản phẩm này. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.